thấy mình mặc đồ cái là đi, là tưởng đi hái rau đi đâu là đi theo bày luôn. Xin chào các bạn, hôm nay mình đi nhổ ngó sen. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái ngó xem nó nằm ở đâu và cách nhổ ngó làm sao cho nó lên rồi nó trắng nó ngon ha. Đây là cái ruộng sen mênh mông của nhà mợ mình. Ngày xưa là mình cũng là một dân một thời đi hái sen. Mình đã bỏ lâu lắm rồi, hôm nay mình sẽ lội xuống mình hái lại. Hơi nắng. Cô bảo hái rồi. Hái rồi. Để mà hái từ đâu đâu rồi? Hái thẳng đây phải không? Mình biết có ngó hay không là mình nhìn cái cọng ngó sen nè, nó mới nhù cái mà cái lá non lên, mà cái thường là cái xương sống của cái lá mà nó đi theo mé hướng nào thì mình sẽ thò tay mình sẽ nhổ hướng đó. Nó hơi sâu, rất là sâu, nó dưới này nó sẽ có một cái chẵn ba. Chú ba trong nhà con. Khi mình nắm được cái gốc của nó thì mình sẽ nắm được cái đầu. Cái đầu mình sẽ bịt kín lại để cho mà cái sình nó không có vô. Sen nó rất trắng nó ngon, nó không có bị sình vô ha. Mình được một cọng. Anh nãy giờ nhổ được cái nào chứ con? Rồi cô. Này lại đây nè. Đây cô chỉ cho. Các bạn nhìn nó đâu có. À đúng rồi. Đó. À, thấy không? Mình phải có cái bao tay như vậy nè thì mình cái tại cái cọng sen khi mình nhổ lên nó rất là trơn. Nên thì mình phải có một cái bao tay để nắm lại cho nó đỡ. Trời đất ơi. Nhổ cái gốc của người ta lên. Đó, cái cọng đó. Rồi xuống. Bừa ruộng không à, các bạn thấy ngon không, rất trắng và ngon. Mình xào cái ngó sen lúc sáng mình hái hạnh, mình mới hạnh đi hái nè. Sao dì Hường có mặc áo bà ba lời? Dì Hường thích mặc áo bà ba dễ thương mà. Dì Hường áo bà ba đầy con. Nhiều lắm. Mấy con tép này rất là ngon. Xào lên chung với ngó sen thì rất là tuyệt vời. Tươi xanh. Cái con tép này mình phải cắt cái đầu đi, tại cái đầu nó có cái đầu nhọn nhọn á, khi mình ăn thì nó sẽ đâm đâm rô miệng, nó rất là rát, cho nên là mình nên cắt những cái đầu nó đi. Chị Hường chị ngồi chị cắt tép phụ. Chị Hường là mẹ của bé Hạnh. Các bạn có muốn làm rể hay là làm xu làm xu gì nhớ gặp bà má vợ nè. Ngẩn cái mặt cao lên cắt tép gì đâu mà không thấy mặt gì trơn rồi.
Tết mày làm gì? Sáng mày làm gì ta? Sáng mày có cái gì ta? Mày đi hái gì? Hái sen. Hái sen. Cái răng con nhổ ra được chưa? Nó lung lay mạnh chưa? Con bẻ một cái là nó gãy liền à. Cái số tép này nãy giờ chị Hường mới phụ mình cắt xong cái đầu rồi nè. Lát nữa mình xào mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Nắm ngót sen hồi sáng mình mới hái được nè. Giờ mình sẽ xào ha, mình xào với cái số tép lúc nãy mà mình cắt đầu. Wow. Ôi giờ anh chạy nước. Lạnh chân quá. Mình sẽ cắt chanh vô nữa ha mẹ. Mình cắt xong mình sẽ vắt một ít chanh vô để cho nó ra hết cái mủ. Mấy cái đầu này nó sẽ có mủ, mình xào nó sẽ bị thâm. Tina đây. Với lại sình á. Mình rửa cho sạch sình luôn. Nên mình phải cần có chanh thì nó sẽ sạch được hết mấy cái đó. Sen mà mới hái lên là mình làm là rất là ngọt. Nó vừa giòn mà nó lại ngọt nữa. Giờ mình bỏ một miếng chanh vô. Cho nó ra hết đi. Xong lát mình phải rửa lại. Mày biết ăn nó sen sống không mẹ? Ngó sen sống là làm gỏi đó con. Được rồi, được rồi. Một miếng được rồi. Mình sẽ bỏ một chút xíu dầu nữa đây. Tỏi này nãy mình đã bằm sẵn rồi. Mình bỏ ở đây một chút xíu. Ít tỏi thì cho nó thơm. Mình xào cho cái tỏi này nó thơm nó vàng. Thì mình sẽ bỏ cái con tép vô. Giờ mình bỏ tép vô. Nêm nếm một chút xíu gia vị vô đây để cho con tép nó được đậm đà. Cái chút xíu bột nêm rồi bột ngọt. Cảm ơn Gina nha. Và chút xíu dầu hào để nó thấm gia vị ha. Rất là ngon. Mấy cái này mình nên để lửa cho nó cao một chút xíu để cho con tép nó không có bị ra nước nhiều rồi nó sẽ khô tép. Rồi tép của mình vậy là đã được rồi. Và tép rất là lẻ ha. Mình sẽ nhấc xuống và mình múc ra ngoài. Mình sẽ múc ra cái dĩa này để mình xào, lát nữa mình xào sen rồi mình sẽ đổ nó lên trên luôn. Chứ nếu mà mình xào sen chung với lại tép thì con tép nó sẽ khô, nó không có được ngọt tép nên nó mất hết thịt. Mình sẽ tận dụng lại cái chảo lúc nãy, mình sẽ cho chút xíu chiên dầu thôi. Còn cái hành, còn cái tỏi còn lại nãy mình băm á, mình sẽ bỏ nó vô hết. Mình sẽ bỏ sen vô. Sen này mình cũng chỉ cần xào sơ, tại sen này mình ăn sống được. Mình làm gỏi ăn sống được cho nên mình xào sơ thôi. Mình nêm nếm một chút xíu gia vị vô. Mình để cho nó có cái sự độ giòn, chứ nếu mà mình xào mà nó mềm quá cũng không ngon. Bột nêm, bột ngọt, rồi chút xíu dầu hào. Bỏ vô đây một chút xíu tiêu. Số hành lá nãy mình cắt mình sẽ bỏ vô. Thank you.
cho sen vừa chín tới là mình sẽ hết xuống được rồi ha. Để cho cái tổng sen nó còn có vị giòn giòn, chứ mình xào chín quá nó sẽ mềm. Sen mà mình nên mua sen, mình mua mấy cái sen mà đầu nó còn ngồi vít. Chứ mình mua mà cái sen mà nó đã ra cái cửa rồi thì cái đó chỉ mình chỉ để làm gỏi thôi. Còn xào thì mình mua mấy cái ngồi vít thì nó sẽ ngon hơn. Sen đã tới, mình sẽ đổ tép vô. Lúc này mình sẽ trộn qua trộn lại rồi mình nhắc xuống ha. Món ăn dân dã đậm đà ngon. Giờ mình nhắc xuống nha. Vậy là diễn ngó sen mình đã hoàn thành. Ngó sen xào với tép gạo. Rồi giờ mình sẽ lên ăn cơm. Mình sẽ mời mấy bạn lên ăn cùng với gia đình mình nha. Ngó sen hả? Đây, cho Tina ăn hết sen. Giòn quá ha. Dạ. Hương vị hòa quyện ngon. Rất ngon ha. Ngọt. Tép cũng ngọt. Cái sen cũng giòn. Tuy nhiên nấu một bữa hai bữa hết rồi con. Bây giờ mình gia đình mình chào, xin chào các bạn nha. Ba mọi người, mọi người nhớ like, subscribe và comment ý kiến của mọi người trên. Hẹn gặp lại cho bếp củi quê hương. Sao bếp củi quê hương ha. Ba mọi người chúc mọi người vui vẻ nữa.